Ủa má, bệnh sao mà ở trong phòng ra đây chi vậy? Trời ơi, tình ơi, mấy ngày này cứ nằm tới nằm lui, cái chân cẳng gì nó muốn rủ rụi hết trơn á con ơi. Đi tới đi lui cho nó khỏe, giãn gân, giãn cốt. Trời ơi, đã bệnh rồi mà khỏe cái gì thì cứ nằm đi vài bữa nữa là hết bệnh rồi mình tập thể dục lại sao mình bù lại. Chứ ra vô rồi gió máy thổi rồi gió độc chúng rồi cái ngủm luôn à. Trời ơi, con có hiếu ghê bây. Thiệt tình nó nằm có mấy bữa mà thấy cái miệng nó lạ quá trời lạc luôn vậy à. Ráng đi vài bữa hết bệnh là ăn ngon lại hà. Ừ. Mùi thơm phải không má? Cái mùi gì thơm vậy con? Trời ơi, con đang chân yến ở phía sau á. Chân yến hả? Trời ơi, yến mắc lắm á. Không, con không có mua. Chứ đâu? Bạn con nó tặng. Cái con mua thêm mấy cái hạt sen nè, táo tàu Hàn Quốc nè, đường phèn nè, chân lên. Nãy giờ má nghe mùi không? Nồng nặc. Trời đất ơi, ta nói ai mà đang bệnh đó, ăn một cái miếng yến vô ta nó khỏe liền luôn á nghe. Ừ. Mà coi trời ơi, trời, củ hột sen hả? À. Rồi táo hả? Mà nó hầm cho nó nhừ, con bỏ người nó tan một cái trầu rồi. Thôi má, má đợi con xíu, để con vô con coi nó sao chứ mà còng nó khét, ăn không có ngon. Đúng rồi. Ai chà, thằng đăng đăng yêu đời quá. Ủa trời đi. Ơi. Sao? Nay khỏe chưa? Trời ơi bà Tám ơi, cái bà yêu đời thiệt, cái giọng bà nó rốn rã. Tôi nói tôi đang mệt mà nghe bà tôi cũng thấy tôi hết bệnh luôn á. Mấy bữa nay ha, bà nằm đó ha. Ừ. Tôi buồn lắm đó ha. Ừ. Bởi vậy tôi qua đây tôi kiếm bà chơi. Rồi, xách đi đâu vậy sẵn nè? Sẵn có trái cây tươi nè ha. Tôi gọt sẵn cho bà luôn, cho bà ăn. Tôi sợ bà gọt không có nổi, biết không? Ôi, thấy thương quá, đúng là bạn già. Trời ơi, em cái xóm này có mình ai thân thiết với bà hơn tôi không? Ừ. Trời ơi, cảm ơn nha. Đó, ăn một miếng liền đi. Ừ, được rồi, để đây đi. Tao nói mấy bữa rày, tao nói ăn cháo, cái miệng nó lặt nhách hà. Ừ, rồi nay ngon chưa? Ăn đi. Không, bữa nay thì nó... Thằng Hoàng á, tôi mới đi ra đây mà nó la. Nó nói ra đây đuổi gặp trúng gió cái ngủm mà coi. Nó coi lo sao, nó coi kì á. Thì nó sợ mình già cả bị trúng gió. Tại ngoài này gió cũng dữ lắm. Mà nãy giờ ngồi nghe mùi gì thơm không? Nghe thơm không? Đố biết là gì? Bà chắc bà không biết. Ôi, đâu. Cái mùi này nó thơm lạ lắm nè. Nè, tổ yến. Cái gì? Tổ yến, chân đường phèn, với hột sen, với táo tàu mà Hàn Quốc đó. Trời ơi, ta nói ổng đó nghe, ổng lù đù, tôi tưởng ổng biết vậy chứ mà cũng khi mà biết má bệnh cũng lo lắm. Ừ. Nó hầm ở dưới, trời ơi, tôi nói... Thôi, đừng cởi nữa. Sao vậy? Thèm hả? Bà có thấy mấy lần không? Ôi trời ơi, bà thì bà làm như... Tôi thì cái tổ yến còn xa lạ vậy, tôi tính nói ngày nào nó không cho tôi ăn vậy, tôi nghe cái mùi tôi ngán muốn chết luôn vậy. Trời ơi, sao có phước dữ vậy ta? Tên ấy đang bệnh nghe, mà ăn vô khỏe liền luôn vậy. Bởi vậy hèn chi mà mau phục hồi dễ sợ luôn nha. Nhớ nha. Ăn yến là nhớ quách tôi nha ha. Ừ. Thôi giờ tôi đi về tôi ăn cơm á. Đây ngồi xuống, Trời ơi, ở đây chơi cái tôi mà nôn làm về chi vậy? À, tôi biết rồi. Bà về bển bà hầu con hầu rể phải không? Bà phải nấu cơm cho tụi nó để phục vụ nó, đúng không? Đúng không? Ai nói bà tôi phục vụ nó vậy? Chứ sao? Dám đâu. Bà biết con tôi đó hả? Bà biết nó ngán tôi gì nhất? Ngán gì? Cái mặt của tôi nè. Khi mà tôi hình sự lên một cái rồi đó hả? Là tôi nói con bò không dám cãi con chó đâu. Tôi nói bà hay đó. Vậy đó hả? Dĩ nhiên rồi. Thôi trời ơi, bà nổ với ai? Bà Tám ơi, tôi rành quá. Tôi đi guốc trong bụng mà phải guốc bình thường. Guốc hầu hót. Tôi đạp trên lũng bụng bà luôn. Ở đó mà nói hầu rễ, hầu con thì nói đại đi. Tôi thì tôi sung sướng hơn bà. Con cái nó có hiếu. Vậy thôi. Thôi không sao. Số mình phải chịu thôi ha. Thôi về lo nấu cơm cho nó đi. Rồi cái vụ mà yến thì để tôi nói nó bữa nào nấu nhiều múc cho bà ăn chén bà ăn. Ừ, nhớ nha. Ừ, hiểu. Ăn miếng cho biết với người ta đó. Nổ người khác đừng nổ tôi. Nhờ gì á? Sao? Mày nấu cơm cho nó. Thì đó. Để về không có hơn cái mặt nó lớn. Nó hình sự với mấy mình hình sự. Rồi. Cảm ơn chơi dĩa trái cây nghe. À, trời ơi tội nghiệp ghê không? Qua thăm mà còn cho trái cây rồi gọt sẵn nữa. Ôi má ơi, má. Đừng, giờ ăn tới rồi, đừng ăn trái cây. Trời ăn trái cây nó xót ruột.
Trời ơi, cần phải một tô dữ vậy con? Một chén là được rồi. Ăn là phải ăn một tô nó mới mau khỏe chứ ăn một chén ăn làm gì má. Hồi nãy tôi nói tôi ngán là đúng quá. Giờ tôi nhắm mắt tôi tận hưởng là đút mát miếng đi. Để con thổi cho chứ nó hơi nóng, đút vô cái nó phỏng à. Trời ơi, nóng ăn mới ngon chứ con. Đó, đây, 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 đây. Tâm huyết của con đó nghe. Sao? Vừa ăn vừa miệng không? Được ha. Ủa? Hả? Sao mặn chứ không ngọt ta? Thì phở mà, sao ngọt được đâu, phải chè đâu. Phở mấy nay má ăn cháo á, má ăn hoài con sợ má ngán con chạy đâu, con mua phở cho má ăn. Ủa? Rồi Yến đâu? Yến nào? Yến mà trên cái đường phèn. Với tá Hàn Quốc hả? Ờ, táo với lại hụt sen đâu. Ở đằng sau á? Ừ, sao con không bưng lên? Cái đó không, cái đó con chân cho Hà ăn. Tại mấy nay Hà đi làm mệt mỏi xanh xao, tẩm bổ cho Hà. Ờ đúng rồi, ừ. Nè, thì để cho má chén rồi, Hà ăn chén, không sao hết. Không, má phải ăn phở, bệnh là phải ăn phở, không có ăn Yến nha. Dạ, nè. Yến của Hà. Đúng rồi. Phở của má. Ừ, giờ ăn ngoan nè, há miệng ra nè. À, nè, Rồi, ngậm miệng lại nè. Phải quá. Má ơi, trời đã trưa rồi mà sao trong bếp cái nồi không cơm? Muốn ăn thì cứ lăn vô bếp mà kiếm ăn đi, tôi bệnh rồi. Hôm nay sao má kỳ kỳ? Ngày thường chuyện bếp nó thì của ai? Của ai? Tôi không biết của ai. Nhưng mà muốn ăn thì cứ vô mà kiếm mà ăn đi, tôi đâu phải làm mọi cho mấy người hoài. Trời ơi, giờ tôi mệt lắm. Tôi bệnh lắm, có ai biết cho tôi không? Má ơi, má bệnh sao rồi má? Má sao má, đưa má đi bác sĩ nha má. Không cần đâu. Không có cần. Trời ơi, như vậy là má bệnh thật rồi. Con biết ngày mai có còn gặp má nữa hay không? Cái thằng quỷ hả? Chưa gì cái tôi khách nó thấy tôi hơi bệnh cái nó trù cho tôi chết. Nè nha, má còn sống thì con còn đỡ lắm, mà má mà nằm xuống cái rồi cuộc đời của con tan nát luôn nha. Nha. Dạ, biết không? Dạ con biết rồi, con biết rồi. Con chỉ nói vậy thôi chứ con không có ý gì đâu má. Không có ý gì phải không? Dạ dạ. Trời ơi, nhiều lúc tôi nghĩ sao tôi cảm thấy tôi vô phước quá. Sao vậy má? Hả? Bà Tâm đó, bà chỉ cần á, bà nói bà bệnh thôi, con cháu bà nó lật đật vậy thôi, nó lợi nó lo nó chăm sóc cho bà, rồi nó chưng cái tổ yến một cái tô thiệt là bự, nó dưng tới họng bà mà bà còn chê, bà còn không muốn ăn nữa. Trong khi tôi đây, tôi đâu có muốn ăn tới một tô yến đâu, tôi chỉ cần muốn ăn một chén nhỏ xíu về thôi nè, mà cũng ai cho tôi ăn hết. Tôi ăn là tôi khỏe mà, tại sao không cho tôi ăn? Tổ yến ăn là khỏe hả má? Chứ còn gì nữa? Má bệnh thì cứ nghỉ ngơi, con chạy ra chợ đôi lời nhắn cho. Má nay đã bị phát ho, một chén tổ yến là ho hết liền. Trời ơi, thằng rể yêu quý của má bên này còn cho má ăn yến phải không? Dạ. Cảm ơn con nghe con. Má chờ con nha má. Trời ơi, thằng này coi gì mà được đến đó chứ. Ồ má, ở ngoài này gió máy lắm. Má vô nhà đi, đừng có ra ngoài đây. Ơi ơi, ra ngoài cho nó thoáng cái không khí, trong lạch cho nó thông khỏa, khi khỏa đầu óc coi, trong nhà mệt lắm. Mà tôi khỏe mà, tôi không có sao đâu, đừng lo cho tôi. Má khỏe thiệt không? Khỏe. Thì má ăn gì không, con vô con làm cho má ăn. Thôi khỏi, tôi tự nấu yến ở dưới rồi. Nè, xuống dưới đó lấy lên cho con Hà nó ăn đi. Dạ, lấy yến lên cho Hà ăn hả má? Ừ. Dạ, để con vô con lấy lên cho Hà ăn ha. Cảm ơn má. Rồi thôi. Rồi cái gì vậy? Tôi nói lẫy mà. Sao tự nhiên nói vậy nó đi xuống lấy vậy trời? Cái thằng này mê vợ hơn mê mẹ nè. Con gì cái cáo. Ở tôi bao lâu nay mà không biết ý cho tôi. Tay hai tay. Ủa? Ê dạ.
ngồi chơi. Khỏe chưa, khỏe chưa? Khỏe rồi mới đi ra đây nè, cho đầu óc nó khuây khỏa nè, nằm chỗ nó mệt quá. Vậy sắp hả? Gì vậy nè, đừng nói đem quà cho tôi nha. Chắc còn gì nữa hay dễ sợ ha. Trời đất ơi, cho gì vậy, tôi khỏe rồi. Đem qua cho chị một lốc nước yến cho chị uống cho nó khỏe. Trời ơi, tôi đã nói với chị rồi, tôi nghe chân yến cái mùi không là tôi ngán rồi. Mà tôi còn nói là tôi đưa để sớt cho chị ăn, mà chị nay chị đem nước yến giống như vậy, chị chở củi về rừng vậy chị Tám. Chở củi về rừng cái gì, chị khác tôi khác. Tôi nói chị nghe, mấy bữa nay tôi thấy trong người tôi nó cũng không có được khỏe. Rồi cái tôi than với mấy đứa nhỏ mà. Trời ơi, mà chị biết không, con tôi nó có hiếu dễ sợ luôn, mà nhất là thằng rể của tôi đó, tôi kìa nghe, nó có hiếu lạ lùng lắm chị ơi. Sao? Tại nãy tôi nói tôi hơi mệt. Nó dông ra nó mua liền cho tôi một thùng nước yến luôn. Thùng nước yến luôn. Hôm nay uống quá trời, bữa nay mới khỏe mới nói chuyện với chị được nè. Trời rồi sẵn thấy vậy tôi đem qua cho chị mà hai lốc cho chị uống mà, nha. Mà nói nghe nè, nước yến mình nấu thì nó bổ hơn cái nước yến này. Vậy hả? Chưa? Bây giờ bà chưa ương ăn cái nước ăn yến đó phải không? Bà ngồi đi. Để tôi có chân ở dưới một tô luôn kìa. Để tôi kêu quản đem ra. Khỏi. Thôi tôi giao cho chị xong. Trời ơi, ngồi đây đi. Trời ơi, Quang ơi. Dạ. Quang à. Nghe má. Má cái chân cái tô yến ở dưới á. Rồi cái tô yến ở đây, rồi lấy hai cái muỗng ở đây cho tao. Tô yến nằm nữa má. Thì cái tô yến má chân trên bếp đó nhiều quá, một tô lợn ăn gì hết đem ra đây đó, lấy hai cái muỗng là tôi một cái muỗng, bà Tám một cái muỗng, rồi hai đứa tôi ăn chung cái tô yến đó. Nãy má kêu con đem lên lầu cho vợ con ăn, con đem lên cho vợ con ăn hết rồi. Cái gì vậy Quang, nói vậy là bưng lên là hết vậy đó hả? Thì... không chừa ai vậy, một tô yến mà ăn gì hết vậy? Thì, thì má nói là đem lên cho vợ mày ăn hết đi. Thì con nghe lời má, con đem lên cho vợ con ăn hết, chứ con có tự ý đâu. Tại má kêu con đem. Tôi nói là nói lẫy đó. Trời. Chứ không phải là tôi nói thiệt đâu. Trời ơi, mấy lần trước á, tôi bệnh ha, mấy người chân yến, tôi tưởng là mấy người thấy tôi bệnh, mấy người có hiếu, mấy người mua cho tôi ăn. Chân cái tôi đâu có dè, tôi thì cho ăn phở ha, còn vợ mấy người thì mấy người chân yến. Rồi bữa nay là tự tôi đi mua yến, tôi chân chứ là tiền của tôi, không phải tiền mấy người. Rồi cũng đem đi cho vợ ăn hết là sao? Dì Tám nói thiệt cho con nha, con như vậy là không có được đó. Con của dì Tám hả? Dì Tám mới nói dì Tám mệt thôi, lại nó đặt nó đi mua cho dì một thùng nước yến cho dì uống nè ha. Chứ ai mà như con vậy có sẵn cái rồi đem đi cho vợ uống hết trơn rồi mà rồi mẹ mình là sao đây? Trời ơi, con nói thiệt với dì Tám với má đó, không phải là con tiếc rẻ gì yến chứ má đâu. Vậy chứ tại sao tôi bệnh không cho tôi ăn yến mà đem hết cho vợ ăn? Vợ còn trẻ mà, yến là cho mấy người già tẩm bổ thôi. Thì đúng rồi, nhưng không phải ai cũng có thể tẩm bổ được hết đó má. Con nói cho má nghe nè, con không cho má ăn yến là cũng có cái lý do riêng của nó. Lý do gì? Tại vì má đang bệnh, huyết áp má cao, mà má ăn yến vô là nó làm cho cái huyết áp má càng cao hơn nữa, là nó nguy hiểm cho tính mạng của má. Má hiểu chưa? Cho nên con mới không cho má ăn, con mới nấu phở cho má ăn, nấu cháo cho má ăn. Chứ đâu phải là con không chịu nấu cái gì cho má ăn đâu. Nè nhỏ, cái vụ yến ăn là bị sao vậy? Tức là người lớn tuổi ăn được tốt, nhưng mà trong cái thời gian mình đang bị cao huyết áp là không có được ăn, bác sĩ nói như vậy đó. Ăn vô là nó bị lên tăng xong nguy hiểm. Vậy là uống không có tốt hả? Không tốt. Trời ơi, vậy mà mấy bữa nay tôi bệnh, nó cho tôi uống nước yến quá trời. Sao tự nhiên có bây giờ tôi thấy... Bà Tám. Nói là mệt quá. Là mệt hả? Bà Tám ơi, đừng làm tôi sợ. Bà Tám ơi.